Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh Audio Truyện Đông Hua. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 369, đại kinh địch. Âm, uhm, âm. Uhm. Thiên địa như bị tiếng gầm thét vô hình xé toạc, hai cỗ lực lượng không thể diễn tả bằng lời va chạm vào nhau trong hư không, tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngũ hành chi lực giống như vũ giả thần bí cổ xưa, khéo léo xoay tròn quấn quanh, chúng giao nhau lúc thì ngưng tụ thành hình thái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lúc thì hóa thành ánh sáng ngập trời, trói lọi rực rỡ, lôi long lại lấy khí thế bàng bạc, chấn động tứ phương, long ngâm chấn động thiên địa, như muốn tê liệt thương khung, hai bên trong cuộc đối đầu lực lượng, lại giống như đang tiến hành một hồi sinh tử chi vũ, khi ngũ hành chi lực như muốn thôn vệ lôi long, lôi long bỗng nhiên há to miệng, thêm điện lôi minh, thôn phệ ngũ hành chi lực, tuy nhiên, ngũ hành chi lực không phải là thứ dễ đối phó dưới sự thôn phệ của lôi long lại lần nữa ngung tụ hóa thành một cỗ lực lượng tinh thuần hơn ràng co với lực lượng của lôi long tiêu viêm chứng kiến cảnh này trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được trong ngũ hành chi lực ẩn chứa một loại thuộc tính kỳ lạ khiến cho lực lượng của lôi long trước cỗ lực lượng này hơi lép vế cảm giác này khiến hắn không khỏi nhíu mày thần xác trở nên vô cùng nghiêm túc quách cửu mộ đứng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc lại một lần nữa đánh giá cao thực lực của tiêu viêm dù sao ngũ hành chi lực của hắn ta có thể khắc chế lực lượng của rất nhiều thuộc tính, mà lực lượng thuộc tính lôi chính là một ví dụ. Hai cỗ lực lượng vẫn đang giao chiến kịch liệt, trận chiến giữa những cường giả cửu trọng thiên vị thần, vừa kịch liệt vừa đặc sắc, không gian xung quanh đều run rẩy dưới sự va chạm của cỗ lực lượng này, như tùy thời có thể sụp đổ. Trong trận chiến này, mỗi một khoảnh khắc đều tràn ngập biến số, mỗi một lần lực lượng giao phong đều đủ để lay động nhân tâm, nhưng cuối cùng, lực lượng của hai bên dường như không ai chiếm ưu thế, lẫn nhau triệt tiêu tan biến dưới sự đối kháng của chiêu này cho dù là tiêu viêm hay quách cửu mộ trong lòng đều rất rõ ràng muốn triệt đề tiêu diệt đối phương thì phải thi triển ra bản lãnh thật sự nhưng mà vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng nếu bọn họ đại chiến ở chỗ này chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương cho nên bọn họ suy nghĩ một chút chuyện này cứ như vậy bỏ qua đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của quách cửu mộ tiêu viêm sẽ không nghĩ như vậy ngũ hành chi lực của quách cửu mộ sư huynh khiến ta mở rộng tầm mắt nhưng mà vừa rồi ngươi muốn lén lút đánh chết ta, món nợ này, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Trong giọng nói của tiêu viêm mang theo sát ý, hắn vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, đây luôn là trong ngôn của tiêu viêm. Tiêu viêm sư đệ, vậy, đệ muốn thế nào? Chẳng lẽ, thật sự muốn chúng ta quyết chiến sinh tử tại đây? Quách cửu mộ nhau mắt, hiển nhiên bầu không khí hiện trường có chút căng thẳng. Tiêu viêm cười, nói, có gì không thể, vừa rồi ngươi muốn nhân lúc ta đang trị thương mà đánh ta, làm sao ta có thể để ngươi bình an vô sự Hưm tiêu viêm sư đệ đừng tưởng ngươi đánh bại đông hồn của âm dương điện và con ma vật kia thì có thể tự tin chống đối ta thực lực của ta cũng không thua kém đông hồn kia đâu quách cửu mộ lạnh lùng nói biểu cảm của hắn ta cũng cực kỳ bình tĩnh mà lời hắn ta nói có vẻ không phải là giả tiêu viêm cũng không chịu thua mang theo nụ cười nhạt hoàn toàn không sợ quách cửu mộ một chút nào nói vậy nếu ta nói thực lực thật sự của ta không phải như ngươi nhìn thấy vậy ngươi làm thế nào ứng phó? quách cửu mộ nghe vậy cơ thể không dễ phát hiện hơi dững lại ngay sau đó rất nhanh liền khôi phục lại nói thực lực chân chính không phải cứ nói là được hắn ta cho là tiêu viêm đang lừa hắn ta cho nên trực tiếp phản bác bởi vì thần hồn thần kỹ mà tiêu viêm vừa thi triển đã khiến lực lượng thần hồn của tiêu viêm tiêu hao hết hơn nữa khí tức toàn thân đều đã đều yếu đi trong tình huống như này lại còn nói thực lực chân chính của hắn không chỉ có vậy lời này nói ra trước mặt một cử trọng thiên vị thần như quách cửu mộ sợ là hắn ta cũng chẳng muốn tin sau cuộc đối thoại hiện trường lại trở nên căng thẳng lúc này mấy vị sư huynh sư tỷ khác của ngũ hành phái bước ra nói tiêu viêm sư đệ hay là đệ gia nhập chúng ta có lẽ có thể tha cho đệ một mạng nếu không thì chỉ có chết người nói chính là ngũ sư huynh tiêu viêm thấy mấy vị sư huynh này đều giống nhau lắc đầu bất đắc dĩ nói vốn không muốn ra tay nhưng các ngươi đã muốn tìm đường chết thì ta cũng không có cách nào cùng lên đi tiêu viêm lúc này quả thực có thực lực nhất định đối phó với những cao giai thiên vị thần và thiên vị thần cấp thấp hơn chỉ là chuyện một cái vung tay. Nếu là bốn năm trước, có lẽ tiêu viêm thật sự không có bản lĩnh này, nhưng trải qua bốn năm tu luyện trong thải sắc thiên nguyên chỉ cùng việc hấp thụ luyện hóa chu tâm bản nguyên. Cuối cùng, tu vi của tiêu viêm từ ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong đột phá tới bát trọng thiên vị thần đỉnh phong, cộng thêm vô xác thiên vị tinh thần hài, số lượng tinh thần cũng đạt tới trăm vạn, cho nên thực lực hiện tại của tiêu viêm tương đương với cửu trọng thiên vị thần, thậm chí vừa rồi đánh bại đông hồn và ma vật cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là thần hồn thần kỹ của tiêu viêm quá đáng sợ hơn nữa ma vật vẫn là trạng thái hồn thể nếu không để ma vật khôi phục ma thể sợ là sẽ không dễ đối phó về phần đông hồn chủ tu là âm dương thần hồn như vậy nếu là thần hồn thần hồn thiên cực thần kỹ của tiêu viêm đương nhiên là cao hơn một bậc dù sao dưới bán đạo thần hồn bất kỳ thần hồn nào cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của thần hồn phá thiên cực nói cách khác miễn không phải là bán đạo thần tiêu viêm có thể nói là tồn tại bất bại trong số các cửu trọng thiên vị thần hơn nữa lần này tiêu viêm còn chuẩn bị rất nhiều át chủ bài cường đại mỗi một át chủ bài đều không thua kém thần kỹ thần hồn thiên cực đương nhiên trong vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến lần này vẫn có những kẻ tranh đoạt khiến tiêu viêm cực kỳ kiêng rè không nói đến mấy người kia của thiên la điện và thánh hoa điện cùng liên minh thần trích người khiến tiêu viêm chú ý chính là thần kiêu thần nhan hư của thần la điện thực lực của người này sợ là còn cường đại hơn thần kiêu của các thế lực siêu thần đình phong khác thậm chí so với thiên long đại thần quân của liên minh thần trích cũng không thua kém đặc biệt là nghe nói thần nhan hư của thần la điện không chỉ có được đạo linh mà ở thần linh thành từng có được hơn nữa còn lĩnh ngộ được châu tâm ý chí mà chỉ có điện chủ của tứ đại thế lực siêu thần đình phong mới có có thể nói đối thủ lớn nhất hiện nay chắc chắn là thần kiêu thần nhan hư của thần la điện cho nên khi đối mặt với mấy vị sư huynh sư tỷ của ngũ hành phái đan thần tháp một mình tiêu viêm đủ sức ứng phó tiêu viêm sư đệ quả là ngông cuồng hy vọng dây tiếp đây đệ có thể đứng ở đây giống như cái miệng lợi hại của đệ chứ không phải nằm bẹp trên mặt đất thở hấp hối quách cửu mộ thực sự không nhịn được nữa lập tức phản bác lại tiêu viêm không chút khách sáo song phương đều bộc phát ra lực lượng kinh người khiến cho không gian xung quanh vang lên tiếng nổ năng lượng va chạm bốn đạo khí tức cường đại đều bao trùm về phía một mình tiêu viêm tiêu viêm ta đến giúp ngươi nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ này thật sự muốn ra tay với tiêu viêm vũ tuyết đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa có hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh tiêu viêm vận chuyển thần lực của mình hỗ trợ tiêu viêm cùng chống lại quách cửu bộ bọn hắn tuy nhiên lại bị tiêu viêm khuyên lui vũ tuyết tin tưởng ta người cứ đứng bên cạnh nhìn là được rồi ta không muốn nhìn thấy người bị thương mấy người này cho dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta thấy tiêu viêm nói như vậy vũ tuyết cũng chậm rãi lùi lại mấy bước dù sao nam nhân mà nàng coi trọng sẽ không nói khoác tuy trong khoảng thời gian mấy năm nay tiêu viêm đã đột phá tu vi của bản thân nhưng tiêu viêm còn có rất nhiều át chủ bài ngay cả vũ Tuyết cũng chưa từng thấy qua đương nhiên trừ thần hồn thiên cực thần kỹ vừa thi triển ra kia đến đây để các ngươi nếm thử uy lực của cửu luân diệt nhật xích tiêu viêm nắm chặt thần hòa hàng cổ xích trong tay trên đó tỏa ra khí tức hỏa diễm nóng bỏng những khí tức hỏa diễm này chính là thần hòa những thần hòa này sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa cửu trọng thiên vị thần bình thường nhìn thấy cũng phải tránh né đương nhiên đây chỉ là lực lượng của một món vũ khí thì triển cửu luân diệt nhật xích trên một món vũ khí như vậy uy lực đã tiếp cận uy lực của tuyệt thế thần kỹ, cho nên chỉ cần chiêu này thi triển ra, bọn họ đều sẽ không địch nổi, chỉ một chiêu là có thể đánh bại bọn họ. Ngay khi song phương đang dương cung bạt kiếm, địa âm sơn cốc bộc phát ra nhiệt lượng kinh người, bắt đầu xảy ra va chạm, thì ở một khu vực khác của bọn họ, đại bộc phát ra kim quang chói mắt, trực tiếp bao phủ bọn họ trong kim quang. Bọn họ đều ngừng đầu lên ngay lập tức, che chắn ánh sáng chói mắt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được cỗ kim quang chói mắt vừa rồi chắc hẳn là bộc phát ra từ kim quang cự thủ kia đợi đến khi ánh sáng chói mắt tan biến mọi người nhìn về phía nguồn phát sáng chỉ thấy bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được ở nơi đó kim quang cự thủ như thể nhận được lời triệu hoán của một lực lượng thần bí nào đó ở sâu trong vạn giới thánh tử chi địa nó đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt ánh sáng này sâu thẳm mà huyền diệu giống như những kim ti trong không gian u ám khắc họa ra những phủ văn cổ xưa và thần bí những phù văn này lấp lánh ánh sáng trí tuệ chúng uốn lượn trên không trung giao thoa lẫn nhau như thể đang thuật lại một bí mật thượng cổ các cường giả thần trích đều há hốc mồm trái tim bọn họ theo đó mà đập nhanh mỗi một giây đều tràn ngập sự kinh ngạc và mong đợi những kim sắc phù văn kia giống như sinh vật sống dần dần bay lên theo sự rời đi của chúng kim quang cự thủ cũng hóa thành những phù văn lưu quang này bay về phía sâu hơn trong vạn giới thánh tử tri địa tuy nhiên theo sự biến mất của kim quang cự thủ địa âm sơn cốc như thể cảm nhận được một loại vận mệnh không thể tảo ngược bắt đầu rung chuyển kịch liệt tiếng núi đá nứt ra vang lên không ngừng bụi bay mù mịt tảng đá lớn lan xuống trong sơn cốc như thể có thiên quân vạn mã đang chạy như bay sắc mặt các cường giả thần trích đại biến bọn họ biết rõ điều này có nghĩa là gì có nghĩa là phong ấn ở đây đã bị phá vỡ theo sự biến mất của kim quang cự thủ địa âm sơn cốc sẽ không còn tồn tại nữa không tốt phong ấn ở đây đã bị phá vỡ sơn cốc sắp sụp đổ chúng ta mau đi thôi giọng nói của quách cửu mộ trong sự hỗn loạn trở nên vô cùng kiên định rất nhanh hắn ta liền xoay người lập tức dẫn mọi người chạy như bay về phía nơi an toàn mỗi một bước chân đều dẫm lên mặt đất rung lác bụi bay mù mịt gạch ngói rơi xuống giữa ranh giới sinh tử chỉ có nhanh chóng rời khỏi mới có thể bảo toàn tính mạng nhìn quách cửu mộ bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa âm sơn cốc tiêu viêm cũng lập tức kéo tay vũ tuyết lập tức hóa thành một đạo thiểm điện xuyên qua bóng tối trong sơn cốc âm uhm, ầm uhm. cùng với đạo lôi đình vang rền vang lên từ sâu trong sơn cốc rất nhanh đạo lôi đình liền xuất hiện trên bầu trời địa âm sơn cốc cũng chính lúc bọn họ vừa ra ngoài toàn bộ địa âm sơn cốc hoàn toàn sụp đổ hủy diệt biến thành một mảnh hoang tàn lôi đình lấp lóe trên bầu trời thân hình tiêu viêm và vũ tuyết lặng lẽ xuất hiện hai người nhìn xuống mảnh hoang tàn bên dưới nguy hiểm thật may mà kịp thời sử dụng lôi bộ nếu không cho dù là điện bộ cũng không thể nhanh chóng thoát ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn như vậy được tiêu viêm cũng lau mồ hôi lạnh trên trán trong lòng đều bị tốc độ của lôi bộ làm cho chấn động thực sự quá nhanh nhưng ngoài tiêu viêm và vũ tuyết thành công thoát ra ngoài mấy vị sư huynh sư tỷ kia của ngũ hành phái cũng thành công thoát ra nhưng bọn họ lại trông rất thảm hại xem ra nếu không có sự giúp đỡ của quách cửu mộ chỉ sợ mấy vị sư huynh sư tỷ kia căn bản không thể thoát ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy ánh mắt của quách cửu mộ bọn họ cũng nhìn về phía tiêu viêm tiêu viêm nhìn lại nhưng không xảy ra trận chiến dù sao vừa rồi kim quang cự thủ hóa thành phù văn huyền diệu bay về phía sâu trong vạn giới thánh tử chi địa bọn họ liền mơ hồ đoán được ở nơi sâu nhất của vạn giới thánh tử chi địa chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lẽ ở nơi sâu xa kia có thần vật xuất thế sao quách cửu mộ vừa đoán vừa nghĩ nếu như thật sự là thần vật xuất thế như vậy hắn ta nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này chỉ cần có được thần vật như vậy hắn ta sẽ có cơ hội trở thành vạn giới thánh tử hơn tiêu viêm sư đệ hôm nay coi như người may mắn lần sau gặp lại chính là ngày tử vong của ngươi sau khi nói lời cay độc với tiêu viêm quách cửu mộ bọn họ liền quay đầu nhanh chóng bay về phía sâu nhất của vạn giới thánh tử chi địa theo việc mọi người của ngũ hành phái đan thần tháp rời khỏi nơi này hiện trường ngoài tiêu viêm ra còn có những cường giả của càn khôn đảo bởi vì bọn họ đã ra khỏi địa âm sơn cốc từ trước cho nên không có chuyện gì lớn đương nhiên hiện tại người của càn khôn đảo bọn họ đã tập hợp đầy đủ do biện na giống như tinh linh kia làm người dẫn đầu tuy có chút thương thế nhưng đối với việc tìm kiếm bảo vật tiếp theo trong vạn giới thánh tử chi địa chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao, bọn họ cũng đã biết danh hiệu vạn giới thánh tử không có duyên với mình. Cho nên, trong trận tranh đoạt này, nếu có thể giành được một vài thiên địa bảo vật cũng là cơ hội rất tốt. Đương nhiên, nếu như may mắn, gặp được thần vật thì càng tốt. Tiêu viêm, càn khôn đảo chúng ta đi theo người, thế nào, chúng ta chỉ cần bảo vật ở đây, đã từ bỏ danh hiệu vạn giới thánh tử rồi. Biện na hét lớn về phía tiêu viêm, khuôn mặt mang theo nụ cười. Nghe vậy, tiêu viêm cũng quay đầu nhìn mọi người của càn khôn đảo, người cường đại nhất trong số bọn họ cũng chỉ là cao sai thiên vị thần, xem ra thực sự không có duyên tranh đoạt danh hiệu vạn giới thánh tử rồi.